Dạ em Nghĩa xin chào cô chú anh chị trong ngoài nước. Dạ em chào chị. Em chào Nghĩa, chào khán giả. Dạ em cảm ơn chị. Em mời chị chia sẻ giúp em năm nay mình được mấy mươi tên gì và từ đâu đến chị? Em Quỳnh Thị Đèo là 55 tuổi, từ Thiên Bình, Tâm Phước, Biên Hòa, Đồng Nai, Dạ, quê mình ở đâu chị? quê Kiên Giang, Là ở Đồng Nai là chị đang làm việc hả? đang làm công nhân. Dạ. Chị Đèo, 55 tuổi, 55 tuổi, quê ở Kiên Giang. quê ở Kiên Giang. Giờ hiện tại đang làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Hiện tại bây giờ tình trạng hôn nhân của mình như thế nào chị? Thì ổng thôi ra rồi, ổng có con khác rồi. Thì bây giờ thì tôi tính đi kiếm một người kết nối yêu thương. Dạ. Rồi chị với ông xã chị ly hôn được bao lâu rồi? 7 năm, 8 năm rồi đó. Dạ. Rồi chị được mấy thành viên trong gia đình? Ba đứa mà bự hết này, Ba người con. ba người con. Dạ. Hiện tại giờ mình có thông gia chưa chị? Có xuôi gia chưa? Bởi vì có xu trên, còn thằng cháu 30 tuổi chưa có vợ thôi. Dạ. Mà nhỏ con gái lớn nó có chồng rồi, cũng như bên chồng nó cũng không có ông già chồng bà già chồng luôn, chỉ là có người gì đứng ra rồi gả gì rồi. Rồi hiện tại bây giờ chị làm công việc gì? Ở mặn công nhân trong xưởng gỗ, Dạ. Rồi lúc trước là ở quê là chị làm công việc gì chị? mặn tôm, mặn Mà làm ruộng với mặn tôm là ruộng, mình nuôi hay là làm gì chị? nuôi cũng như vụ tôm, mặn vụ lúa, Hồi xưa là vụ tôm vụ lúa. Bây giờ lên đây làm công nhân luôn rồi. làm công nhân luôn. Dạ. Rồi khi chị lên chương trình anh em, chị có thông báo cho con với gia đình biết không? Con thì nó ngay đi, con thì hai chồng nhỏ lớn là nó theo tôi từ hồi đó tới giờ, cho nên là nó đồng ý hết. Dạ. Còn như mấy đứa kia là hồi đi là năm nay 7-8 năm rồi, nó không liên hệ liên lạc gì hết. Dạ. Là mấy người con kia là ở Là nó theo bên ổng luôn. bên ông xã chị. Rồi khi chị lên đây con chị biết không? Hai đứa nó ở chung thì nó biết, còn mấy đứa kia là không quan trọng. Dạ. Rồi khi chị chia sẻ với con là chị lên chương trình kết nối yêu thương là con có động viên hay là có chia sẻ gì không chị? Nó ngay như hai chồng nhỏ lớn thì nó động viên, nó nói con cũng đi màng rồi, hai đứa con nuôi không nổi nữa rồi, nhầm khi mẹ nữa, thôi đi mẹ đi kiếm mẹ sống rồi, chứ giờ cha vậy rồi mẹ ở chợ gì, vậy thôi Dạ. rồi giờ chị cũng đi kiếm bước nữa. Rồi hồi sáng chị đi con chị biết không? Biết đi về nó nói thôi mẹ đi, mẹ khỏi khóa cửa để nhà lặn, nó qua lại lấy đồ ăn nước đá đồ đó, ở gần Dạ. sát bên à, đều ở gì chứ, con nhà trọ, mẹ nhà trọ à, chứ không có ở chung. Dạ. Tối thì cháu ngoại đồ qua nó ở, nó ngủ ngủ nghỉ gì thôi, Dạ. còn đi mặn ban ngày thì phá cửa. Rồi chị lên đây làm lâu chưa? 8 năm rồi đó, Lên đây làm công ty 8 năm rồi. 8 năm rồi đó, Cũng dữ ha, lâu dữ à. 8 năm rồi đó. Dạ. Rồi khi chị chia tay với ông xã đến ngày hôm nay chị có bước thêm bước nào nữa không? Mình ở một mình luôn hả? Không, ông già nó ngay hồi ông già ruột sống nó còn, ổng kêu cũng mấy lần rồi, có ông ổng cũng qua đeo đeo hoài à, rồi thôi thấy không có vừa bụng rồi thôi. Rồi bà chị thứ năm cũng kêu ép dữ lắm mà, thôi đi Dạ. bây giờ chị vô mặn công ty được rồi mừng rồi, đi vô mặn được rồi sống rồi, vậy đó. Dạ. Rồi chị chiều cao và cân nặng của mình như thế nào chị? Nặng thì 65 kg, chiều cao có 1,5 m Dạ. Chị tìm nửa yêu thương thì các anh chiều cao và cân nặng như thế nào để phù hợp mình? yêu cầu sao mà thấy phù hợp là được rồi, không có Dạ. nặng nhẹ cao gì hết trơn, Rồi sao mình cũng được. năm nay chị 55 tuổi, chị tìm nửa yêu thương thì các anh độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu để phù hợp với mình? Từ bằng tuổi chị trở lên, 60 sáu mấy trở lại, từ 65 trở lại. Dạ. Chị tìm nửa thương chị có phân biệt là các anh ở vùng miền nào không? Ông ở miền Tây mình đi, Dạ. Ở miền Tây để thuận tiện đi đi đứng cho nó dễ. dạ, kiểu mình lớn tuổi mình đi xa không được hả chị? Không thuận tiện. Không thuận tiện. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ công việc chị ở Đồng Nai, chị tìm nửa thương thì các anh công việc và kinh tế như thế nào để phù hợp với mình? Sao cũng được chứ, chị dễ dàng dữ lắm, Dạ, sao cũng được làm sao chị? cũng như có công việc mà cũng được mà không có cũng được nữa, rồi về vợ chồng vậy rồi tự động mình kiếm đường Dạ. mình sống, mà yêu cầu có nhà có cửa thôi, tại vì chị thì không nhà không cửa rồi đó, Dạ. nó Giờ vậy đó. mình về đây lên đây mình ở rồi còn nhà dưới thì để cho con nữa hết à. Nhà dưới là nó ở tới giờ đó, bên thằng chồng nó ở tới giờ đó. Dạ. Rồi chị tìm nửa thương thì các anh phải có nhà. Nhưng mà cần nhà lớn nhà Nhà giàu một lớn nhà chút. nhỏ gì không biết, yêu cầu có nhà mình dựa thân mình sống được rồi. Dạ.
Nhà nhỏ nhỏ cũng được hả chị? Dạ, yêu cầu có nhà được. Rồi kinh tế như thế nào chị? Kinh tế sao cũng được chứ. Nghèo cũng được luôn? Nghèo cũng được luôn. Miễn có cái nhà là được? Có cái nhà là sống được rồi. Dạ. Rồi khi mà đủ duyên chị có dự định là về bên nhà anh ở hay là mình tiếp tục vợ chồng đi làm công ty? Tùy. Cũng như tùy giả tỷ như có duyên có nợ với anh đó vậy đó, rồi tùy muốn đi mặn nữa mà mặn không mặn thì dở. Vậy anh. Dạ. Về bên đó anh đó sống gì? Mà em nghĩ chị làm công ty 8 năm chắc cũng có khoảng tích góp chút xíu về chắc vợ chồng kinh doanh buôn bán được hả chị? Cũng như mặn chị mặn vậy sau này còn bảo hiểm gì thôi. Dạ. Chứ còn như lương hàng tháng này á, con cái rồi cũng ăn uống rồi tiền nhà trọ rồi đồ với hai đứa cháu ngoại đâu đó. Dạ. Thì giờ mình làm 8 năm thì tiền bảo hiểm mốt nghỉ thì cũng nhiều lắm á. Thì cũng có trăm trả lợi thôi. Dạ. Thì làm thêm vài năm nữa thì kiếm cũng được trăm mấy. À, biết giả tỷ như mình thành duyên thành nợ với người ta biết người ta có cho đi mặn nữa hay không. Dạ. Cái gì đó. Nhưng mà nếu như đủ duyên về thì bảo hiểm 100 triệu thì về chị mở tôi ra quán cơm hay là đồ ăn sáng hủ tiếu thì sống cũng được á chị. Vợ chồng cũng kinh doanh buôn bán. Mình làm mình kiếm tiền chứ giờ mình kiếm người giàu cũng hơi khó á. Khó, trời ơi đâu phải mà nói mình kiếm người giàu của người ta mình đi vô mình ăn đâu. Yeah. Tự động tay chân mình bằng mình ăn thôi. Cái gì đó. Mình chỉ cần kiếm một người biết yêu thương với hạnh phúc. Yeah. Đem đến hạnh phúc cho mình. Thì đó đó. Kiếm người yêu thương vợ con hạnh phúc vậy thôi. Yeah. Bằng thì mình còn mà hai bàn tay mà. Chị tìm nữ thương thì cái ưu điểm và khuyết điểm của các anh như thế nào để phù hợp với mình, ví dụ như rượu bia thuốc lá và sở thích của các anh đó chị? Rượu thì uống cũng chút đỉnh thôi chứ uống nhiều thấy cũng hơi khó, còn thuốc thì tự động như là ảnh muốn hút sao hút vậy đó. Bây giờ thuốc người ta hút mà đàn ông mà mình đâu cấm cản được. Rượu thì kiểu giao tiếp trong đám tiệc thôi hả chị? Ở đám tiệc thôi. Em mời chị chia sẻ thêm giúp em cái ưu điểm và cái khuyết điểm của mình để cho các anh hiểu được mình hả chị? À, sao như ưu điểm khuyết điểm của mình đó, điểm mạnh và điểm yếu của mình đó chị. Vậy đó. Dạ. Mạnh thì cũng như đi mặn bình thường vậy, không có gì hết. Em cầu đi mặn rồi thôi à. À, còn nấu nữa nó chờ phải ngày chủ nhật cho mình đi mặn luôn, nghỉ ngày chủ nhật thấy ở nhà nó muốn bệnh không? Bằng nó quen á. Vậy là chị muốn đi mặn mướn hoài luôn. Ờ, nó đi mặn mướn hoài luôn vậy đó. Thấy ham đi mặn hoài. Dạ. Chứ mình làm 8 năm mình không ớn hả chị? Không. Mặn giết rồi thấy ham rồi đi mặn vậy. Dạ. Sáng. Dạ không à. Dạ em mời chị chia sẻ giúp em cái nỗi cô đơn của mình suốt mấy năm qua. Người ta thì có vợ có chồng, còn chị thì một mình đi ra đi vào của một mình, cái nỗi cô đơn của mình như thế nào chị chia sẻ để cho các anh hiểu để liên lạc chị chương trình tìm hiểu chị á. Thì thấy của mình vậy đó, rồi thấy đi mặn đi đồ thì nó vui vẻ hơn, mà về tới nhà thì buồn, thấy người ta đủ vợ đủ chồng rồi suy nghĩ nát nước hết trơn rồi, nó thôi để mình kiếm một người bạn đang sống đời sống tới già tới chết. Dạ. Rồi cái nỗi buồn mình như thế nào mà hôm nay mình đến với chương trình để kết nối một người tri kỷ á chị? Buồn là biết sao, đi mặn gì rồi không ai tâm sự với mình trơn, không ai nói chuyện nói giảng, buồn quá. Dạ. Cứ coi điện thoại không rồi thấy buồn quá trời buồn à. Rồi suy nghĩ rồi thôi mình gắng bước thêm bước nữa. Lần mà cho có bạn có bè lần mình sống. Dạ. Nỗi buồn đó theo chị bao nhiêu năm rồi? 7-8 năm nay rồi đó. Là sao mình chịu nổi 7-8 năm buồn vậy được chị? Thì gắng chịu. Rồi chỉ ra ngày đi mặn là ra vui vẻ thôi chứ về nhà là buồn ngang. Có đêm là không ngủ nghe gì được hết á. Đến ngày hôm nay là chịu luôn. Tới ngày hôm nay là phải chịu luôn. Dạ. Tới giờ luôn. Bây giờ là mình chịu nỗi buồn nữa hết nổi rồi. Chịu hết nổi rồi. Mà cũng không dám than thở, không dám nói chị em con cái gì hết trơn. Dạ. Chỉ là nó trời sáng này á, đêm hôm mắt ngủ không được vậy thôi. Rồi con nó nói mẹ làm sao mà ngủ không được thì nói vậy thôi. Rồi dạ. Cũng vẫn đi mặn bình thường thôi chứ không nghĩ ngày nào hết. Chứ con không biết là cái nỗi buồn, sự cô đơn của mình không, hả chị? Con nó không biết. Con không biết đâu, mình không nói ra làm gì không biết. Dạ, nhưng mà chia sẻ chương trình hôm nay chắc con biết á, con sẽ thương chị hơn và động viên chị nhiều hơn á. Dạ, con nó biết, con nhỏ lớn này nó biết nè, bị gì nhỏ nó theo hồi đó tới giờ đó. Dạ. Nó biết. Rồi nó cũng ấy lên mạng này nè, nó nói để con ấy lên mạng cho, rồi mẹ thấy ai đó rồi con chia sẻ cho, rồi nó chia sẻ. Dạ. Rồi nó nói thôi mẹ thích bên nào vậy đó. Nói thôi ở chỗ chú Nghĩa chú Phúc mày đó. Dạ. Rồi cuối chương trình chị có những lời gì chia sẻ bày tỏ đến cho các anh để cho các anh hiểu được nỗi lòng của mình và an tâm liên lạc về chương trình
để tìm hiểu chị không? Đi ra thấy người ta có vợ có chồng, đi xe đi đồ, vợ chồng ta đi vui vẻ. Còn mình đi ra có khi mình đi xe ôm xe đồ thấy nó cũng buồn cũng tủi. Dạ. Yeah. Mình có từng ao ước là có một ông xã để chở mình đi đây đi đó. Ao ước dữ lắm mà cũng từ lâu ao ước dữ lắm rồi. Yeah. Mà cho nên không có thấy vừa bụng. Nhưng mà ao ước nhưng mà duyên chưa tới hả chị? Chưa, chắc chưa tới quá. Dạ. Yeah. Dạ hôm nay chị đến với chương trình Anh Em Em, chị có đồng ý cho Anh Em Em sử dụng hình ảnh lời nói của chị đăng lên cộng đồng mạng tìm nửa thương cho chị không? Đồng ý. Dạ. Thì cuối chương trình em cũng chúc chị sớm tìm được nửa yêu thương, đi hết quãng đường còn lại. Dạ em Nghĩa cũng xin tạm dừng chương trình ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở các video sau. Cô chú anh chị có kết nối yêu thương vui lòng liên lạc về chương trình, anh em sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Dạ em xin chào. Dạ em chào chị ạ. Dạ.